nằm ở trung tâm giao thông của Đông Nam Á, cảng hàng không quốc tế Long Thành không chỉ giải quyết những vấn đề ùn tắc và giải thoát cho sân bay Tân Sơn Nhất, mà còn được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển vận tải hàng không hiện đại hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, có sức cạnh tranh cao trong khu vực, tạo động lực kích thích vận tải hàng không và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tháng 1 năm 2021, công trình trọng điểm quốc gia, dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành với tiêu chuẩn 4F trên diện tích 5.000 hectare đã được Thủ tướng Chính phủ ấn nút khởi công. Giai đoạn 1, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Ngay sau lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các tư vấn giám sát và nhà thầu thi công dự án cùng các đơn vị liên quan đã bắt tay ngay vào triển khai xây dựng với quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra cho từng mốc tiến độ cụ thể. Gói thầu 4.6 Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành gồm các hạng mục thi công đường lăn sân đỗ và đường cất hạ cánh, hệ thống thoát nước mưa và hàng rào an ninh. Đây là hạng mục tiên quyết để sân bay Long Thành có thể tiếp nhận các tàu bay tiên tiến nhất hiện nay hoạt động bảo đảm an toàn khai thác. Vì vậy, đơn vị này đang tập trung tối đa nhân lực thiết bị triển khai trên tất cả các mũi thi công.